Nếu tờ mà gặp y thì sẽ tạo gái gì? Xem hết video để biết đáp án nha các bạn. Nhiều bạn sẽ nói là tình yêu trong tiếng Việt thì nó đúng nha, nhưng mà tiếng Anh thì nó khác. Nếu âm tờ hoặc là âm đờ luôn gặp âm y thì sẽ tạo ra âm chờ. Thí dụ nha các bạn hãy nói là could you thì cũng có thể nói là could you, giống như tiếng Việt vậy. Why don't you, why don't you? I want you, I want you. Cuối cùng nè, I got you, I got you. Rồi, nếu như các bạn còn biết câu nào khác mà nó thể nói giống vậy á, thì để lại dưới phần bình luận giúp mình. Và đừng quên cho mình một like, một subscribe để có nhiều động lực làm video cho các bạn.